Đi cái cách thức rửa tay chưa? Rồi. Thì nhớ nhớ rửa tay là cho dùng trong phòng mổ người ta sẽ có mấy cái tiếp tục tọc á, cho nó ra nước, ra xà bông đó. Chứ phải là cái tay mình xịt đâu, chỗ mình ấn nè, một tay ấn, một tay lấy xà bông. Hoặc là nước á, với cái đầu gối này nó làm cái thiết kế đầu gối á, tụt đầu gối vô nước thì sẽ xịt tự động thôi. Có nghĩa là vô đó mình sẽ sử dụng một chỏ dưới là cái gối để mình lấy xà bông và cái nước. Xà bông thì chúng ta lấy mặt chải, chúng ta lấy chỏ, chúng ta đánh xuống để cho nó tạo được xà bông ra. Rồi rửa tay xong, xong nữa. Vậy cái cách thức rửa tay là nắm chưa? Trời. Lúc nào cái khi mà chúng ta nhớ khi rửa tay xong rồi đi vào phòng mổ thì hai cái tay lúc nào cũng ở trên cao, không giờ để xuống. Bị chỉ xuống không? Thầy ơi, lúc đi thi thầy mình rửa sạch thì thôi hay là phải theo đúng cái quy trình mà rửa từ đầu móng tay, ngón tay? Rửa quy trình đúng là bài bản không anh chứ? Là phải canh đúng là rửa các bước hả thầy? Cái chuyện mà cái bài bản thì mấy em phải rửa cho nó đúng các cách thức, còn cái thời gian ha. Thì mình thường trong vòng 5 phút của mình. Mà đối với những bọn viên mỗi làm thật thì những bọn 3-5 phút thì xong rồi nha. Nhưng mà mình phải biết cái cách thức bài bản rửa kỹ như thế, chứ phải mình mới cái hồng mình thấy người ta làm thì mình sẽ xẹt, nhưng mà cũng sẽ xẹt chúng ta cái cuối cùng ta xẹt ra sạch mà mình xẹt mình dơ không thầy. Tức là trong sách thì nó ghi từng bước là phải theo thứ tự, nên làm những từng bước thế. Là lúc thi em làm ra anh muốn chỉ lại mấy đứa làm từng bước thế, mấy đứa biết cái chuyện đó rồi không? Dạ thôi thầy chỉ lại thầy. Dạ thầy chỉ lại thầy. Biết rồi chưa? Hôm bữa thầy kia không có làm theo từng bước, thầy kia chỉ là rửa sơ sơ. Rồi giờ làm lại một bước. Rồi xong nha. Bây giờ lấy hạn kia nha. Lỡ chấm điểm từng bước đó rồi sao? Luôn. Thì bữa tôi thi nè, Trái Thiên chỉ cần làm đúng một hai bước đầu người ta kêu xin ngừng lại rồi. Tao không có cho đứng rửa 15 phút đâu. Trời ơi, đi thi 7 phút, rửa tay 10 phút. Thi điều dưỡng một mình có 7 phút nhưng mà rửa tay thì phải lấp mất 10 phút. Này khác mà sao biết được, cùng điều dưỡng cùng cái. Tại hồi bữa anh Hoa chị ta đồng từng bước mà. Thầy cảm thấy lắm vậy chi tiết. Hồi bữa thì thầy chú còn nói để cho nước tổng nó dơ, để nước nó dơ.
rồi sau đó chúng ta sẽ ngoài vòng tứ tay xong rồi chúng ta đi vào vòng mổ. Đi vào vòng mổ nó sẽ có cái cửa tự động luôn. Thì chúng ta nói khi đi vòng gì vậy, cái tới giữa cho lấy này chúng ta xuống, ví dụ ta không vậy, không phải xô nha. Nếu mà xô thì tự nhiên lại dơ nha. Thì những cái tính thức đi đúng lại cái cửa này thì vòng này rồi anh sẽ chỉ em sẽ tiếp cổ đầu tiên, mình sẽ giúp họ
bởi vì bầu bóng viên rất là quan trọng. Mình là người phụ, nghe mình đi học mình sẽ phụ họ. Thì giờ nghe nghe mỏi quá. Nghe chị Giang như nó ở trong cái bọc tôi dùng sẵn rồi đó. Nghe thì mình lấy ra. Chứ không phải là tôi đôi lúc mấy thầy dễ thì họ tự nghe ra. Giống như mình, còn mấy thầy mà có không biết tánh thầy, mình phải chiều thầy. Những người học trò nào muốn học thầy thì phải lo thầy giáo hết. Biết thầy là cái gì. Ví dụ những động tác nhỏ này là mình sẽ lấy lòng. Rồi mang nhanh người ta nha. Rồi, bây giờ cho ngày em mang phải không? Bây giờ anh này bụng. Nha, thì cái găng này nó để như này, nha, như vậy, nha, thì giờ đây là ta thở cái nha, thì cái này chúng ta mang găng rồi, thì hai cái găng mình nó sẽ có những cái tư thế này, thì mình sẽ cầm cái này mình sẽ bằng cái găng, nha, đưa cho thầy, em chỉ cần gọt tay thì đưa mắt tay phải, một cái đó. Nha. Ngược rồi, ngược rồi. Tay kia. Dạ, đúng rồi đó. Rồi, nghe đó, xong. Nghe đầu tới tay. Nếu là sẽ ra ngoài thì phải tới phải. Đó, bàn tay như thế này. Thầy chỉ cần cọc tay vô. Rồi, cái đó là mình đã bụng cái thầy. Cái khác mang ra nó cho cái điểm ổn chính. Rồi xong bây giờ tới giờ của mình nha, chuẩn bị xong quá trên rồi bọc lộ thì mổ xong hết rồi nha, tư thế xong rồi mình sẽ sát trùng nha, thì cái sát trùng của chúng ta sẽ sát trùng theo cái hướng sát ốc nha, hướng sát ốc nha, trùng hướng sát ốc, thì đây là cái chỗ cái vị trí mình mổ nha, thì mình sẽ em sẽ cầm cái cây tìm cầm bông như này, chúng ta cầm cái giữ gì đây nó giữ tay, chúng ta sẽ sao từ trong ngoài và cái này là cái betadine nha, betadine mang từ trong ngoài và thêm một cái móc từ trong ngoài nha, và tới ngoài này nha, và cái này còn máy nha, và cái này rửa này còn máy, chúng ta tới đây là chúng ta đi luôn ra ngoài luôn, không có trở ở đây nữa nha, nó bỏ rồi phải gấp cái khác bỏ vô vô thùng khác, trong một mổ nó sẽ có thùng khác nha. Đây là cái cách sát trùng cho tất cả những cái vấn đề mổ bụng mổ này kia người cũng vậy hết nha, mổ bụng hiện nay đang sát trùng hết tất cả những người mổ nên làm của mình thế. Đây tiếp tục ta đi lần nữa và đi làm sao cho chúng ta nó đầy hết, nó không còn cái lớp da nào trống hết nha, đi đây dài như này mổ này nha, xong rồi dùng cỏ nha, sau đó chúng ta tới đây. Nhưng mà khi chúng ta nhớ làm cẩn thận đừng có tiếp xúc nhiều nha, và muốn mới nha. Thế mọi người sẽ tới đây, đây xuống. Và nhớ đựng cho cái đầu này nó đụng vào cái da dơ này, thấy không? Đựng cho nó đụng cái đầu này, đừng có đụng họ với mình trở đây dơ nữa, đúng không? Mình sẽ đi nhẹ như vậy. Lên đây, mình chỉ cho gòn nó tiếp xúc với mấy ngoài thôi, nhớ ha, gòn nó tiếp xúc với ngoài thôi. Hoặc là miếng gạt, ha, miếng gạt. Nhớ nha, sau đó có đi được tiếp tục nha, dài như thế này mở rộng ra, nhẹ nhàng từ từ, không có gì gấp quá nha. Rồi xong rồi, cái sát trùng xong thì cái cây này nó là dơ rồi đúng không ạ nha, thì chúng ta không có bỏ lên cái bàn, không bỏ đây nó dơ, chúng ta sẽ dẹp nó cái ngoài nó có những bắn xăng ở ngoài nữa, thì những dụng cụ người ta sẽ tự lo nha, người ta sẽ tự dẹp cây đó, rồi nhiệm vụ của mình nha. Bây giờ mình sẽ tới cái giai đoạn mình sẽ chạy khăn nha, thì bốn cái xăng nó mình sát trùng xong rồi nha, thì tới giai đoạn chạy xăng, thì khi mà chạy xăng á lúc nào nó cũng có những cái tấm xăng lớn và xăng nhỏ, ở đây cái cổ mình sẽ có những xăng nhỏ nha, thì nó sẽ có mỗi tấm xăng 2m dài như nước và những tấm xăng là 1m rưỡi đến 1m ở phía trên và hai bên là hai cái xăng nhỏ tùy theo, còn nếu mà ở ổ bụng thì có hai cái tấm xăng lớn và hai cái tấm xăng lớn khoảng 1m không em nó dài những, và ở đây có ổ trường nhỏ. Bây giờ đầu tiên chúng ta có một cái tấm xăng lớn nha, thì chúng ta sẽ cầm cái này bên đây vậy nha, chúng ta sẽ chảy dưới nha, chúng ta cái bên đây là nó ship vô sáng kệ nó, đẩy tới đây tới đâu kệ nó, lo trên này của mình thôi
nha, chạy ngay đây. Thấy chưa? Còn cái phần dưới này chạy đó, người ta hồi ta tự ta kéo ngoài lắp tóc để hết. Nha, mình chỉ lo phần cái này mình thôi. Rồi, xong cái này mình lấy tiếp tục. Nha, mình chạy cái này không. Chết ngồi mình kìa. Không có đụng nha. Nhớ tay mình sạch mình không có đụng đây, mình không có gì 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 nha. Không có đụng đâu hết. Dứt khoát. Nha, mình buông tới đây, không có đụng đâu hết. Thấy nó ngay rồi buông ra. Còn nếu mà em muốn chỉnh, em đưa cầm như này. Cái này nó sạch mà, cái vô trùng không có đụng đâu đâu. Thế mình kéo xuống, kéo lên. Thì mình nghe cho ngay. Được chưa? Không chết ngột. Đúng. Lúc này bệnh nhân nghi mê rồi. Nha. Trong trường hợp bệnh nhân nghi mê, có đặt ống nội quản. Trong trường hợp bệnh nhân không có đặt ống nội quản thì ở này mình tắt gì tự nhiên ở trên này có ống nội quản sẽ tự lo. Không lo được hấp không chảy. Không? Mình mổ lúc nào có ống nội quản lo chứ. Còn cái chuyện đường của mình chảy sang mình nói chung chảy thôi nha. Ở dưới ống này cũng lo không, không biết ống không chảy. Phải bộc lộ đường hấp bệnh nhân thở. Không? Không có lo gì đó. Được chưa? Lúc nào cũng phải có ghi cái ống nội quản nha. Rồi, xong rồi tới. Được chứ? Không được. Giấy xanh mà. Trong trường hợp, trong trường cái này là mình anh mở cho mấy em để chỉ xem những trường hợp mà chúng ta có chuẩn bị. Chúng ta lên mẫu. Còn những trường hợp không chuẩn bị trong trường hợp siêu cấp đó, chúng ta chỉ cần cái khăn lỗ thôi. Nha, khăn lỗ lại căn này nè. Nha, nó kéo lỗ đây. Rồi có lỗ đây mình chảy như đây. Đây nè cái lỗ nè. Rồi xong mình làm thôi. Nha. Và ở đây cũng sẽ cũng có người phụ ra chỉ định với mình, không phải là ta bỏ cho bệnh nhân siêu hấp luôn, đúng không? Đó, có vấn đề như thế là cái vấn đề hấp mình đang chú ý mà đang chú trọng như thế là rồi này chạy căng đây thầy đang khăn làm gì vậy thầy? Rồi. Thầy ơi thì không phải mình chạy nghe vậy đi có dụng cụ chạy lên nữa hả? Đó, đây rồi. Thì khi chúng ta thấy khi mà chảy khăn rồi chúng ta có thể chỉnh ở đây. Cố định đây mình coi vừa chưa. Vừa thì một bộc lộ rộng xíu. Để xíu xíu ha. Rồi khi như thế này chảy khăn xong rồi mình thấy mấy khăn này mình bình thường quá chắc không? Không vậy mình phải cố định nó lại. Nha. Thì mình cố định nó lại bằng cái gì? Kelly. Không phải Kelly. Cái này gọi là kẹp xăng. Kẹp xăng mình kẹp cái dưới khăn nè nha. Thì cái cách kẹp á mình sẽ kẹp cho trong thường ở trong cái mỗi cái bộ mổ thì nó sẽ có bốn cái cây tương ứng với bốn góc, hiểu không? Lúc nào nó cũng có góc vuông mà tương ứng với bốn cây bốn góc nha. Vậy thì chúng ta từ góc chúng ta kẹp đây không chắc không chúng ta kẹp đây không ngon nha. Ta không thể kẹp xăng là không kẹp ở ngoài nha, bởi vì nó làm ảnh hưởng đến khẩu trường mình nha. Và nó không chắc chắn mà chúng ta sẽ kẹp bên trong luồn bên trong nè, luồn trong đây nha, cho mọi người kẹp qua sang này nha. Đó nha, ta kẹp qua sang đây và tương tự như thế cũng vậy, chúng ta không kẹp xăng, ta luồn ở đây nè, luồn đây nha. Và bình thường ta quen rồi, nếu mà nó có những gì kiểu này được chưa? Nha, thì bốn cái luôn không? Cái này là trong phòng mổ em phải chạy xem cho nó đàng hoàng cũng được. Ví dụ như cái trong phòng mổ thường người ta sẽ chuẩn bị cho mình tất cả những bộ đồ giải này và mình có mình phải xài cái chuyện vô trùng là quan trọng nhất, hiểu không? Mấy cái khăn lỗ là mình cho xài trong những cái phẫu thuật nhỏ. Nha, chẳng hạn như là ở phòng cấp cứu thì mình xài khăn lỗ mổ siêu tốc á, hoặc là những vết thương hoặc là những mổ những bú nhỏ thì mình xài khăn lỗ. Còn trên cái mổ xẻ ở phòng mổ thì tất cả đều có xăng lớn hết, hay chờ trùm kính hết, chỉ chưa khẩu trường thôi. Vô trùng thì tối rồi em chảy em để vậy cũng được nữa. Để vậy ha, rồi em đang thao tác em dùng kìm để kéo lên trên em ống hút này kia lúc nào đụng vô dơ trên nha, đúng không? Có nghĩa là mình chảy hết thì nhân sạch hết, không có chừa cái gì hết, kín mít hết. Bởi vì mình còn có những cái ống hút nè, rồi nhiều những cái dụng cụ thành nhiều khi thao tác rồi để lên đây mình nữa. Không, không được, không được, không có được, không làm cái tức đó nha. Ở phòng mổ thì không có đảm bảo chuyện đó nha. Thì rồi cái này là cái bài bản nó như thế này, làm như thế này nha. Rồi xong rồi ha. Thì
Bây giờ ai phụ em phụ anh Bến nha. Bây giờ trước khi mà chúng ta ở đây á, thì mình sẽ xác định cái móc nha, mình sẽ dựng móc là hai cơ ứng chứa đồng dụng nha, sụn giáp sụn nhẫn thì mình sẽ gạch da ở cái phần dưới sụn nhẫn đó nha, khoảng nửa cm nha, nó nằm ở cái C1, C2 và C3 nha. Thì ở đây người ta có cái, thì thường anh làm thì anh sẽ làm cái đường ngang nha, ở đây ta, cái mô hình ta sẽ làm đường dọc rồi nha. Thì cái làm cái đường ngang này á, cái đường ngang nó có một cái đặc điểm, từ lòng của em thấy mỗi cổ cũng làm đường ngang không, bởi vì nó sinh lý với những cái đường ngang cái cổ mình nha, cho nên người ta hình thành cái sẹo nha. Thì ở đây người ta làm theo cái đường dọc, mình sẽ làm theo người ta luôn nha. Thì cho coi như là những cái này đã chuẩn bị xong hết rồi nha, thì chúng ta sẽ trước tới thì để hồi nãy giờ coi như là cắt dao, mình chuẩn bị cắt dao ha. Thì khi em quy chúng ta mở cái dao nha, mở cái dao thì nó sẽ có bọt như này, và cái dao là không phải vậy nên mình vô cái ổ nữa là nó dơ nha, dơ nó cắm ngoài. Thì người ngoài muốn đưa mình muốn xài cho nó nguyên cái lưỡi dao thì bên ngoài người ta sẽ đưa mình cái lưỡi dao nha, và lưỡi dao bằng cách chúng ta thấy người ta thiết kế nó có một cái khe như này nha, khe như này. Thì khi đó chúng ta xé, ta đưa vào, chúng ta cầm hai bên, lúc nào xé đồ cũng vậy á, những cái mặt đồ tôi dùng ta hấp á, mình sẽ xé đưa vậy nha, đưa cho ta vậy nha. Hoặc là nếu chúng ta không lấy, không có ta đó, mình xé thả xong rồi đứt, đúng không, chụp này vô ra ghét chưa. À, nếu mà có người lấy thì ta sẽ lấy, và nhớ đụng tới cái lưỡi dao, đụng tới kim, đụng tới đồ nhọn là phải có dụng cụ gấp nha. Rồi bây giờ cái lưỡi dao này chúng ta sẽ có cái cách để gắn vào cái lưỡi dao nha. Và cái cách gọi cái cán dao, thì cán dao chúng ta có số 3, số 4 thì cái số 2 tùy theo nha, thì nó tương ứng với lưỡi dao nhớ gắn vào cái cán dao thì ta sẽ cắt bằng cái cây kim, đúng không? Thì ta sẽ dùng nó, ta có thể đi cái cổ tay vô, nhớ những cái đầu mỗi cái có dao đừng bao giờ cổ tay nha. Chúng ta phải có cái dụng cụ để chúng ta gấp nó dán tiếp mà, thì khi đó chúng ta sẽ nắm ở đây nha, nắm nhỏ ở đây và có người nắm ở đây nha, thì khi đó chúng ta thấy cái cán dao nó có một cái rãnh này, ngay vào đây là nó sẽ có cái rãnh này để cố định dao, chúng ta sẽ đưa đi ngoài vừa nha, làm cạnh đây thì dễ hơn. Cái này cái cán dao rất là to, cán dao nhỏ có này, cái cán dao nhỏ nữa này, có một cái nhỏ đi, có một cái bên kia còn cán dao nhỏ, cái cán dao lớn nó ở bên kia. Cái cán dao lớn này cho cái lưỡi dao lớn nữa, nó là tới số 15 này, mà tùy theo nha, nó có cái lưỡi dao nó hai loại, lưỡi dao đầu nhọn và lưỡi dao đầu bột nha, nó có hai loại nha, mà tùy theo cái cán nó có cái lưỡi nha. Các bạn có anh chơi chúng ta sẽ chỉ em cái này, bởi vì cái ông này lỗ nhỏ quá, trong này cái của không để đưa vào, chúng ta sẽ đưa vào cái kia này, chúng ta sẽ kéo lên, thì tới đây nó sẽ nằm đây nha, nằm đây thì nó sẽ nha, chưa nha, một xíu chúng ta có cái làm lại nha. Rồi bây giờ xong, bây giờ xong hết rồi ha, thì chúng bắt đầu chúng ta sẽ, nếu mà bệnh nhân có gây mê, nhưng mà mỗi gây mê rồi thì cần ta mở nội quản, bệnh nhân đang có chặn cái ống nội quản thì chứ chúng ta không cần y tế nha, bởi vì bệnh nhân đau. Và nếu bệnh nhân không có gây mê, bệnh nhân còn thịt nha, bệnh còn cảm giác đau, ta gây tê bệnh nhân nha. Thì gây tê chúng ta có cái hai cái, một cái hai cái cách chúng ta gây tê á, cái nguyên tắc là thuốc đi trước, kim mũi kim đi sau, lúc nào cũng vậy, thuốc tê đi trước mũi kim đi sau, bởi vì cái thuốc tê nó đi trước rồi thì nó gây tê mình đó rồi, nó kim đi tới thì nó sẽ không có đau nữa, mà chúng ta chỉ đau nhẹ ở cái
cái lúc mà vô cái da thôi, qua cái mặt quá nha. Chúng ta phải đi nhẹ qua da, chúng ta phải đi nhẹ qua da, đúng không? Quát nha, đi nhẹ luôn, đúng không? Thì chúng ta cái thuốc tê, thuốc tê chúng ta xài thuốc tê dương kim nhập. Thì cái thuốc tê á, người ta có cái ống để trong phòng, người ta xé ra đuôi mình thì mình bẻ ra mình tự gây tê, còn không thì mình nhờ người ngoài hỗ trợ cắm tê, người ta sẽ bẻ ra thì mình sẽ đưa vô, rồi xong, lấy mình sẽ gây tê. Thế thì cái cách gây tê, thì mấy em sẽ gây tê như cái nguyên tắc em nói hồi nãy. Đầu tiên chúng ta sẽ